Xin chào tất cả các bác, nay đang là tháng 7 và sim dừng hàng khô bên em vừa mới về đợt mới. Hàng mới nên chất lượng rất là tốt, quả khá là đều nhau. Bác nào mà chưa có bình rượu sim dừng thì tranh thủ là mình ngâm luôn một bình rượu chuẩn bị cho Tết đi ạ. Và bên em thì đóng túi thì cứ gom mỗi gói như này là 1 kg. Với một gói như thế này 1 kg thì các bác ngâm với khoảng 5 lít rượu trắng nồng độ khoảng tầm 30 đến 35 độ là vừa. Và các bác ngâm khoảng sau 3 tháng là mình có thể sử dụng được, và để càng lâu thì càng ngon ạ. Giá thì bên em đang bán là 130.000 đồng 1 kg. Các bác mua hàng mua từ 3 kg trở xuống thì phí ship là 35k. Tới nơi thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên là các bác yên tâm nhé, chất lượng hàng rất là tốt. Đấy, đúng hàng thì các bác nhận, không đúng hàng các bác trả lại cho em. Đấy. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0868184777. Các bác có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Bên em thì vẫn nhận ship code hàng toàn quốc và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, thế nên là các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm ạ. Và xem xong video này thì các bác nhớ ấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái thông tin video sản phẩm mới của bên em nhé.